Xin chào mọi người đã quay trở lại với Hack Research. Trong một số những video gần nhất thì mình cũng đã dành thời gian để chia sẻ với mọi người một trong những hidden gem ở trên hệ sinh thái Starknet là Ecubo. Và trong video lần này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến mọi người một trong những dự án nổi bật. Và theo góc nhìn của mình thì đây cũng là một trong những dự án tiềm năng. Tuy nhiên đây không phải là một dự án ở trên hệ sinh thái Starknet mà đây là một dự án ở trên hệ sinh thái của Solana. Dự án này có tên là Santum. Trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu xem là tại vì sao Santum lại được coi là một trong những hidden gem ở trên hệ sinh thái của Solana nhé. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ nào. Thì trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tổng cộng là 6 cái điểm chính. Cái điểm đầu tiên là chúng ta cùng nhau phân tích sự tiềm năng mảng liquid staking ở trên hệ sinh thái của Solana. Cái thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu xem là đâu là những cái vấn đề tồn tại ở trên hệ sinh thái Solana đối với mảng liquid staking. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện rằng là Santum họ đưa ra những cái giải pháp gì để mà cải thiện, để mà giải quyết những cái vấn đề của mảng LSD ở trên Solana. Từ những cái giải pháp mà Santum họ đưa ra và từ những cái giải pháp mà Santum họ đã áp dụng vào thực tế thì hiệu quả thực tế của các giải pháp Santum mà họ đang đưa ra là như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến với cái câu chuyện là chúng ta sẽ cùng nhau dự phóng về tương lai của Santum. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện là về tiềm năng của mảng liquid staking ở trên hệ sinh thái của Solana. Ở thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là Solana đang là một trong những hệ sinh thái mà người dùng rất là quyết liệt tham gia vào câu chuyện staking, native staking nhỉ, có nghĩa là họ staking trực tiếp vào các validator ở trên hệ sinh thái của Solana chứ không có staking qua các cái giải pháp liquid staking. Thì cái con số này ở trên Ethereum thì nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng có 30%, 30 đến 35% thôi. Tuy nhiên cái con số này ở trên hệ sinh thái của Solana thì nó đã rơi vào khoảng gần 90%. Gần 90% SON đang được staking nha mọi người. Đây là một con số cực kỳ lớn. Tuy nhiên là trong 90% SON staking đó thì chỉ có khoảng đâu đó là khoảng 5 cho đến 10% là lượng SON được staking thông qua các dự án LSD. Cái phần lớn lượng SON còn lại là được staking một cách native. Thì rõ ràng là chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng là LSD, các dự án liquid staking ra đời để mà giải quyết những cái vấn đề tồn đọng về việc là thanh khoản bị khóa, về việc là tối ưu sử dụng vốn đối với cái mô hình staking truyền thống, thì tại vì sao ở trên Solana lại đang có cái sự đi ngược lại? Có nghĩa là staking truyền thống lại đang phổ biến hơn rất rất nhiều so với liquid staking. Thì để mà giải quyết được cái vấn đề này á, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về quá khứ ở trên hệ sinh thái của Solana. Cái đầu tiên là tại vì sao liquid staking ở trên Solana lại không phát triển được như ở trên Ethereum. Mặc dù là các cái dự án ở trên hệ sinh thái Solana đứng đầu về cái mảng TVL thì đều có những cái dự án liquid staking, ví dụ như là Zito, ví dụ như là Marinade hay là Santum. Tuy nhiên là cái tiềm năng của họ so với cái việc là họ có thể đạt được thì nó còn cách một cái mức rất là xa. Thì cái yếu tố đầu tiên là về câu chuyện rằng là staking ở trên Solana thì nó không có quá nhiều các lợi ích. Nghĩa là người dùng staking trực tiếp ở trên Solana ở thời điểm hiện tại thì có vẻ là họ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với việc là staking thông qua các dự án LSD. Ngoài ra thì trong quá khứ thì đã có một dự án ở trên Solana đã rơi vào cái tình trạng depeg, là dự án Marinade, là có một cái giai đoạn là MSON của họ đã bị depeg khá là sâu. Và từ đó nó dẫn đến cái sự nghi ngại về việc là liệu chúng ta có nên tham gia vào liquid staking ở trên Solana hay không. Và chính cái câu chuyện của Marinade đó nó đã làm cho cái dòng tiền ở trong liquid restaking quay trở lại với native staking. Và nó làm cho những ai mà đang dòng tiền của họ, son của họ đang nằm ở trong native staking thì cũng ở nguyên ở đó. Thì nó sẽ có hai cái vấn đề. Một là rủi ro nó cao hơn, trong khi đó lợi nhuận thì lại không có sự đột biến hơn quá là nhiều so với việc là mang đi native staking. Thì từ đây thì Santum họ đưa ra những cái bài toán để mà giải quyết. Thì cái hướng đầu tiên là họ đưa ra là cái giải pháp The Reserve.
thì cái giải pháp The Reserve nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề của cả native stacking và của cả liquid stacking luôn. Có nghĩa là nó cho phép người dùng có thể thoát ra khỏi vị thế của một cái LST token ngay lập tức. Thông thường thì chúng ta nên nhớ rằng là khi mà chúng ta tham gia vào native stacking hoặc là chúng ta tham gia vào stacking thông qua các dự án LSD, thì khi mà chúng ta muốn unstake, thì chúng ta phải đợi, và thời gian tối thiểu là nó tùy với các blockchain. Ở Solana là vài ngày, còn ở trên Cosmos thì nó có thể lên đến cả tháng, vài chục ngày. Thì đối với cái giải pháp The Reserve này của Santom thì nó cho phép người dùng có thể thoát ngay lập tức cái vị thế của mình mà không cần swap nhỉ. Không cần swap nhỉ, người dùng có thể ví dụ như mình đang cầm Zito Son thì chẳng hạn, thì mình có thể ngay lập tức lấy về Son với một cái mức phí nó tương đối là hợp lý và không phải lo lắng về vấn đề depeg. Cái thứ hai là một cái vấn đề đối với các cái mô hình liquid stacking truyền thống, đó chính là bởi vì có quá nhiều các dự án LSD khác nhau, và mỗi một dự án LSD thì họ sẽ có một cái LST token khác nhau, và mỗi một cái LST token thì nó cần một cái cặp thanh khoản đối với stablecoin hoặc là đối với chính cái native token đó. Ví dụ như là đối với Zito Son đi chẳng hạn thì cần phải có một cái cặp Zito Son và Son. Đối với Marinette Son là M Son thì cần phải có một cặp M Son với Son. Đối với các cái cặp khác càng nhiều như vậy, thì chúng ta hình dung ra là khi mà có càng nhiều pool thanh khoản như vậy, thì cái thanh khoản của Son á nó sẽ bị chia đều trong nhiều pool khác nhau, và nó dẫn đến câu chuyện là phân mảnh thanh khoản. Và chính cái câu chuyện rằng là phân mảnh thanh khoản như này nó tạo nên cái câu chuyện là depeg. Và Santom thì ngoài cái câu chuyện là họ có một cái mô hình về The Reserve để cho người dùng có thể thoát khỏi cái vị trí của LST token ngay lập tức mà không lo lắng đến chuyện Reserve, thì họ còn cùng với Jupiter họ nghiên cứu ra một cái mô hình, đó chính là The Reuter. The Reuter nó cho phép người dùng có thể chuyển qua lại giữa các LST token khác nhau mà không cần swap. Thì mọi người hình dung ra là khi mà người dùng người ta tham gia staking á, thì ví dụ mình có một son đi chẳng hạn, thì mình sẽ gửi vào một cái stake account, và từ cái stake account này mới bắt đầu ủy quyền cho các validator. Và thằng Santom nó giải quyết cái bài toán rằng là người dùng có thể chuyển nhiều qua lại giữa các LST token khác nhau ở nhờ chính cái trên stake account này, nó cho phép chuyển mà không cần có bất kỳ một cái pool thanh khoản nào. Và khi mà một cái LST token nó bị depeg thì hoàn toàn người dùng có thể chuyển cái LST của mình sang một cái LST nó có dồi dào thanh khoản hơn và nó không bị depeg nha. Và từ đây mọi người có thể thoát ra khỏi cái vị thế của mình. Và đối với mô hình của Santom thì nó đã gần như là họ đang tham vọng giải quyết toàn bộ những cái vấn đề của các dự án về liquid stacking và các về câu chuyện về native stacking. Đầu tiên là về thời gian để mà unstacking. Thế thứ hai là về câu chuyện depeg thông qua hai cái bộ công cụ là The Reuter và The Reserve của họ. Tiếp theo thì cái mục tiêu mà Santom họ hướng đến là họ mong muốn là xây dựng một cái cơ sở tầng để bất kỳ ai cũng có thể triển khai một cái LST token của mình. Và ở thời điểm hiện tại họ đã làm được như vậy. Mà một cái đội ngũ phát triển nào đó, một cái tổ chức nào đó hay là bất kỳ một ai đó có thể triển khai một cách dễ dàng một cái LST token của mình ở trên hệ sinh thái Santom với một cái cách tùy chỉnh tối đa luôn. Và trong những cái giai đoạn đầu tiên khi mà Santom họ cho ra mắt đến mình nhớ là 8 LST khác nhau, thì đặc điểm của các LST này là đầu tiên là không có phí quản lý này, không có phí nạp rút này, rồi không có phí nạp, thì nó gần như là nó giống hệt đối với cái câu chuyện của native stacking luôn, nghĩa là không có bất kỳ một cái phí nào cả. Ngoài ra thì họ còn combo thêm là có LST token đi theo và kiếm thêm lợi nhuận trong DeFi với cái LST token này. Thì mục tiêu của Santom là họ tham vọng là có thể giúp cho thị trường, giúp cho cái mảng liquid stacking ở trên Solana có hàng trăm, hàng ngàn các dự án LST khác nhau mà không cần phải cạnh tranh với nhau. Bởi vì là thực tế là khi mà di chuyển giữa các LST token thì không cần mô hình pool thanh khoản, và chỉ các những dự án có nội lực thật sự thì họ có thể tùy chọn cái câu chuyện rằng là build cái pool thanh khoản, và lúc đó thì chỉ cần một vài cái pool thanh khoản là có thể giải quyết được toàn bộ thanh khoản của các LST token đó rồi. Bởi vì các LST token có thể di chuyển qua lại với nhau mà không cần bất kỳ một cái pool thanh khoản nào. Thì có thể nói rằng là Santom họ đã giải quyết được một cái bài toán rằng là thay vì là các dự án LSD cạnh tranh trực tiếp với nhau để cạnh tranh người dùng, cạnh tranh về thanh khoản, cạnh tranh về volume,
thì bây giờ các dự án LST không cần phải cạnh tranh những điều đó nữa, mà họ chỉ cần cạnh tranh về câu chuyện rằng tôi có những cái chính sách nào để tốt cho người dùng của tôi nhất. Họ không cần phải lo lắng về mặt thanh khoản, họ không cần phải lo lắng về mặt là thời gian unstacking nó dài như thế nào. Và khi mà chúng ta nhìn vào hiệu quả thực tế thì đối với cái lộ trình phát triển của Santum thì họ chia cái giai đoạn phát triển của mình thành 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn là họ sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở tầng, là xây dựng The Reserve và The Reuters. Thì ở thời điểm hiện tại thì The Reserve và The Reuters đang hoạt động rất là hiệu quả. Số lượng son đang stake ở trong The Reserve đã lên đến hàng triệu son. Và ở thời điểm hiện tại thì The Reserve vẫn chưa mở cửa cho tất cả những người dùng có thể gửi son của mình, nhàn rỗi của mình vào để cung cấp thanh khoản ở trên đó. Thì khi mà Santum họ cho phép là mở cửa The Reserve thì mình tin chắc rằng là cái The Reserve này nó sẽ mang lại một cái nguồn thanh khoản sâu hơn rất là nhiều cho các nhà đầu tư trong tương lai. Thì đối với The Reserve, đối với The Reuters hay là Validator LST thì Santum họ đã làm xong rồi. Và các sản phẩm này thì đều đã đưa vào thực tế, đã có người dùng, đã có doanh thu và có volume đều đặn. Tiếp theo là cái giai đoạn phase 1, là cái giai đoạn mà họ gọi là Start the LST Revolution. Có nghĩa là giai đoạn này họ bắt đầu triển khai càng nhiều các LST càng tốt ở trên hệ sinh thái của Solana. Tuy nhiên là các dự án LST mà muốn triển khai trên Santum thời điểm này thì bắt buộc phải trải qua một cái giai đoạn phải KYC đối với dự án, chứ không phải là có thể triển khai một cách tự do, một cách bừa bãi. Và cái câu chuyện là tự do thì nó phải là câu chuyện của sau này. Sau khi mà Santum họ phát hành token thì khi này những người nắm giữ token cloud của dự án hoàn toàn có thể biểu quyết rằng là dự án nào sẽ được xây dựng ở trên cái bộ công cụ của Santum. Và trong thời điểm mới ra mắt thì Santum họ đã cho ra mắt đến 6 LST khác nhau, như là Bong Son, như là Compass Son, như là The Son, Juji Son hay là Super Son. Tất cả các LST này có những cái đặc điểm tốt của native staking, đó là phí bằng không, miễn phí quản lý, không có phí nạp, không có phí rút. Ngoài ra thì tích hợp thêm những cái đặc điểm tốt nhất của các dự án LST token, có nghĩa là trả lại cho người dùng một cái LST token và người dùng có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận đối với các LST token đó ở trong DeFi, như là cung cấp thanh khoản, như là lending. Bên cạnh đó thì bắt đầu cũng đã có rất là nhiều những cái trường hợp sử dụng LST token ở trên Sol, ví dụ như là Lên Sol hay là Pass Sol hay là Tensor Sol hay là Wasteful Sol. Và đối với mỗi một cái LST này thì nó lại có những cái đặc điểm khác nhau của những cái dự án đứng sau. Ví dụ như là đối với những ai mà nắm giữ Tensor Sol của được phát hành bởi đội ngũ Tensor thì họ có thể là giảm phí giao dịch, có thể là nhận được nhiều Tensor Point hơn ở trong quá khứ. Hay là đối với Lên Sol thì Lên Sol là một trong những dự án có tạo ra được một cái nguồn lợi nhuận. Và đối với những người nắm giữ Lên Sol thì ngoài việc là họ nhận lợi nhuận từ việc là staking mà họ còn nhận được thêm việc là chia sẻ lợi nhuận từ dự án Lên Sol. Hay là đối với dự án Passon là một dự án mà người dùng sẽ stake Sol của mình để nhận về một cái NFT của dự án. NFT này thì người dùng sẽ cầm và đại diện cho cái sự sở hữu, cho cái sự có mặt của họ trong cái dự án NFT này. Và bất cứ khi nào khi mà người dùng không còn yêu thích dự án NFT nữa thì họ hoàn toàn có thể đốt NFT để nhận về cái lượng Sol ban đầu của mình. Thì mọi người hình dung ra là bất kỳ ai cũng có thể triển khai một cái LST ở trên Santum. Nó chỉ khác biệt ở một chỗ rằng là đặc điểm của LST đó là gì mà thôi. Và mỗi một dự án khác nhau thì họ sẽ tạo ra những cái LST token khác nhau với những cái đặc điểm, với những cái hình thái khác nhau. Từ đó nó tạo nên một cái thị trường NFT nó nhiều màu sắc, nó đa dạng hơn rất là nhiều so với cái câu chuyện ngày xưa mà chúng ta vẫn hay thấy là các dự án chỉ cạnh tranh nhau về việc là phí nạp rút, rồi phí quản lý như nào, rồi tối ưu như nào. Nhưng mà bây giờ không. Đối với câu chuyện này thì bất kỳ ai cũng có thể phát hành một cái LST token của mình và gắn vào đó những cái use case đúng với những cái chức năng của cái dự án của mình. Đây là cái phase thứ hai và họ đang triển khai được khoảng nửa cái phase này rồi. Phase này thì mình nghĩ là sẽ chia làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn là các dự án sẽ đăng ký để triển khai LST token của mình ở trên Santum. Và cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà bất kỳ ai cũng có thể đăng ký và được đưa lên DAO voting. Thì họ đã triển khai xong cái giai đoạn 1. Cái giai đoạn cuối đó chính là cái phase 2, đó chính là Infinity. Thì tại giai đoạn này thì Santum họ đã sẽ chính thức cho ra mắt Infinity, là một cái pool DA LST hỗ trợ
việc chuyển đổi giữa các LST token khác nhau mà không cần phải có pool giao dịch thì như mình nói ở trên rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì Sun Tum họ đã hoàn thành được hầu hết cái lộ trình phát triển của họ rồi, và trong thời gian sắp tới thì họ sẽ ra mắt những cái mục tiêu mới trong thời gian sắp tới trong cái câu chuyện về Sun Tum 2.0. Và dự án thì cũng đã bắt đầu tích lũy doanh thu tất cả những cái hoạt động ở trong cái Infinity Pool, là nơi mà người dùng giao dịch các cái LST token, hay là ở khu vực The Reserve, là khi mà người dùng có nhu cầu unstake soul của mình một cách ngay lập tức thì đều có những cái lượng phí giao dịch nhất định trả về với Sun Tum. Ngoài ra thì Sun Tum họ cũng có một LST token riêng, đó chính là INF. Thì người dùng có thể stake soul hoặc là stake bất kỳ một cái LST nào, token nào của soul để mà nhận về INF. Thì sự khác biệt của INF so với các LST token ở ngoài kia, đó chính là INF một phần là nhận về cái lợi nhuận của việc staking soul, thì nó còn nhận về một cái phần phí giao dịch khi mà người dùng giao dịch các cái LST token với nhau. Ở thời điểm hiện tại thì đó là những cái mà chúng ta đã nhìn thấy được rằng là những cái sản phẩm mà Sun Tum họ đưa ra với thị trường, và thị trường ở thời điểm hiện tại thì cũng đang đón nhận rất là tích cực đối với câu chuyện của Sun Tum. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái tương lai của Sun Tum. Thì có thể nói rằng là Sun Tum họ là một cái dự án liquid staking mà giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề của LST và các native staking ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là họ cho phép unstaking ngay lập tức mà không cần phải chờ đến nhiều ngày. Cái thứ hai là họ cho phép chuyển đổi giữa các LST token với nhau mà không cần có pool giao dịch. Có nghĩa là người dùng, khi mà người dùng nắm LSTR mà LSTR đó bị depeg thì mọi người hoàn toàn có thể chuyển nó sang một cái LSTB không bị depeg, rồi sau đó unstake ra mà thôi. Nó rất là an toàn. Cái thứ hai là Sun Tum họ đưa ra một cái mô hình là nơi đó có sự xuất hiện của hàng trăm, hàng ngàn những cái dự án LST token khác nhau. Và các LST này có những cái đặc điểm khác nhau, và những cái đặc điểm khác nhau này nó đến từ việc là những cái nhà phát hành khác nhau. Từ đó nó thúc đẩy cho cái thị trường LST phát triển. Và một cái vấn đề là khi mà có càng nhiều các dự án LST thì cái sự cạnh tranh về thanh khoản sẽ càng nhiều. Thì Sun Tum họ cũng đưa ra cái câu chuyện rằng là các cái dự án LST mới build trên Sun Tum không cần build pool thanh khoản, và chỉ cần có một dự án, một số những cái dự án lớn nhất định mới cần build thanh khoản mà thôi. Và từ đó nó tạo ra cái sự ra đời cho hàng trăm, hàng ngàn các dự án LST. Và các dự án LST lần này họ không cần phải cạnh tranh trực tiếp với nhau nữa, mà họ chỉ cần cạnh tranh với thị trường. Có nghĩa là ai sẽ là người có cái lợi nhuận, có cái lợi ích, có cái đặc điểm khác biệt nhất. Và chắc chắn là các dự án LST ở trên Sun Tum nó sẽ có rất nhiều những cái màu sắc khác nhau. Nó sẽ không chỉ là dừng lại ở lợi nhuận, mà nó còn là có thể là câu chuyện của LST, nó có câu chuyện của NFT, nó có thể là câu chuyện của GameFi đi kèm, và rất là nhiều những cái hay ho khác nữa. Tiếp theo, một cái mà Sun Tum họ giải quyết được một cái vấn đề lớn ở trong thị trường liquid staking ở trên Solana ở thời điểm hiện tại, đó chính là về cái câu chuyện depeg. Thì rõ ràng là khi mà mô hình pool thanh khoản không còn bị phụ thuộc quá nhiều vào cái LST thì cái sự depeg nó sẽ không còn quá quan trọng nữa, và nó sẽ không còn là một cái áp lực lớn đối với các dự án nữa. Và dựa trên những cái điểm khác biệt như vậy thì thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là Binance, Bybit và Bitget họ đồng thời triển khai những cái LST token của mình ở trên hệ sinh thái của Solana thông qua cái bộ công cụ của Sun Tum. Và theo như góc nhìn của mình thì nếu như trong quá khứ thì các dự án khi mà họ muốn triển khai staking ở trên cái nền tảng DEX của họ thì bắt buộc họ phải triển khai một cái validator họ, hoặc là họ phải thông qua những cái đối tác về validator. Tuy nhiên là cái nhược điểm là nó không có một cái nhược điểm như mình nói rồi ạ. Một là hiệu quả sử dụng vốn đối với các dự án native staking. Cái thứ hai là thời gian rút tiền rất là lâu. Và đối với cái mô hình của Sun Tum thì nó giải quyết được toàn bộ những cái vấn đề đó. Và từ đây, đối với câu chuyện rằng là khi mà Binance, Bybit và Bitget họ tham gia vào cuộc chiến của liquid staking ở trên Solana thì chắc chắn cái dòng tiền, những cái son ở trên sàn thì sẽ trực tiếp đổ về cái hệ sinh thái của Sun Tum. Và mình tin chắc rằng là khi mà một thời gian nữa, khi mà các cái sản phẩm này bắt đầu hoạt động thì TVL của Sun Tum đã sẽ bắt đầu đi vào một cái sự tăng trưởng mới. Và có một vài những cái tín hiệu rất là hay thời gian gần đây, đó chính là chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của Zito. Rõ ràng là cái
cái tiềm năng của LSD, của mảng LSD ở trên Solana nó còn rất là bé. 90 lượng Sol đang được staking thì chỉ có 5% là lượng Sol đó được staking thông qua các dự án LSD. Mà rõ ràng là còn một cái khoảng rất lớn như vậy, tại sao Zito họ không tiếp tục họ đào sâu để phát triển mà họ lại chuyển sang phát triển restaking? Liệu đây có phải là việc là Zito bắt đầu, liệu đây có phải là, nói thẳng ra, một cái thuyết âm mưu về việc là Zito họ buông bỏ cái mảng liquid staking để lại cho Santom, hay là họ nhường lại cho Santom để Santom phát triển cái, phát triển cái câu chuyện đó, hay là thời gian gần đây chúng ta cũng thấy là sự hoạt động không có quá là tích cực từ phía Marinette Finance, thì đây liệu có phải là một cái sự buông xuôi của Marinette Finance hay không? Thì rõ ràng là Santom đang là một cái cuộc cách mạng cho một cái câu chuyện về liquid staking, không chỉ là ở trên Solana, mà cái mô hình của Santom thì nó chưa xuất hiện ở bất kỳ một cái hệ sinh thái nào. Ở trên những cái hệ sinh thái, ví dụ như là đặc biệt nhất là ở trên Ethereum, thì chúng ta cũng chỉ thấy những cái dự án đi theo cái mô hình cũ, ví dụ như là Lido, Rocket Pool, là những cái mô hình mà giống hệt đối với Zito hay là Marinette. Còn đối với một cái mô hình tương tự như Santom ở trên những cái hệ sinh thái khác thì chúng ta chưa thấy cái sự xuất hiện. Tuy nhiên, một cái tương lai sáng lạn đối với Santom như vậy, họ vẫn còn rất nhiều những cái khoảng để mà phát triển. Trong thời gian sắp tới thì đâu đó vẫn có những cái vấn đề tồn tại đối với Santom. Đầu tiên là cái vấn đề đối với câu chuyện về The Reserve. Thì rõ ràng là nếu như mà thị trường hoạt động một cách bình thường thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà có sự kiện Thiên Nga Đen họ diễn ra, thì cái câu chuyện là cái The Reserve có đủ lượng Sol để mà cung cấp cho toàn bộ những người muốn unstake Sol hay không. Thì để cái giải quyết cái bài toán này thì Santom họ đưa ra một cái mô hình phí động. Có nghĩa là khi mà lượng Sol càng nhiều ở trong cái The Reserve đó, thì khi mà người dùng muốn unstake ngay lập tức thì phí rất là rẻ. Tuy nhiên khi mà lượng Sol nó giảm xuống, giảm một cách càng nhanh, thì cái lượng phí nó sẽ bắt đầu tăng lên. Lượng Sol giảm càng nhanh thì lượng phí nó sẽ tăng lên. Thì như này, thì khi mà lượng phí tăng lên đến một cái mức cao thì nó cũng chẳng khác gì việc defect cả. Và rõ ràng là Santom họ sẽ phải giải quyết một cái vấn đề là làm sao để cho The Reserve có thể hoạt động một cách ổn định trong một cái thời gian dài, và có thể sở hữu được một cái nguồn thanh khoản dồi dào trong một cái khoảng thời gian dài để mà có thể sống sót thông qua cái câu chuyện khi mà thị trường có Thiên Nga Đen. Tiếp theo là đối với câu chuyện The Reuters. The Reuters thì nó giải quyết được một cái câu chuyện rằng là các cái dự án LST không cần phải xây dựng cái mô hình pool thanh khoản. Tuy nhiên là như mình nói, khi mà có một cái sự kiện Thiên Nga Đen nó diễn ra, thì người dùng người ta sẽ có xu hướng chuyển từ các LST mà có ít thanh khoản về các LST có nhiều thanh khoản, và họ một là thông qua The Reserve, hai là thông qua các mô hình pool thanh khoản. Và khi mà các mô hình pool thanh khoản mà không đủ đầy thì nó vẫn dẫn đến cái câu chuyện defect là bình thường. Nó vẫn dẫn đến cái câu chuyện defect là bình thường. Và đó là hai cái nút thắt để mà Santom tiếp tục giải quyết, tiếp tục phát triển trong cái tương lai. Và nó cũng là những cái vấn đề đối với cái mô hình của The Reserve hay là đối với mô hình của The Reuters. Mặc dù là nó giải quyết được những cái vấn đề tồn đọng của thị trường, tuy nhiên là trong một cái giải pháp thì luôn luôn tồn tại những cái vấn đề mới. Đây là cái mà chúng ta không thể phủ nhận đối với bất kỳ một dự án nào ở trong thị trường crypto. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau cập một chút đến tokenomics của dự án. Thì khi mà nhìn vào tokenomics của Santom thì chúng ta cũng thấy những cái phân bổ rất là bình thường đối với những cái hệ sinh thái khác, đối với những cái dự án khác. Thì mình thấy là chỉ có hai cái mà đáng để ý. Một là cái thời gian khóa của đội ngũ core team và đối với các investor là họ sẽ kéo dài cho đến 1 năm, và phải đến tận tháng 7 năm sau thì Santom mới bắt đầu mở khóa cho core team và với các investor. Ngoài ra thì theo cái tiết lộ của đội ngũ phát triển của Santom thì Santom họ đã kêu gọi thành công 2 vòng. Cái vòng đầu tiên, cả 2 vòng thì đều diễn ra trong năm 2021. Vòng đầu tiên thì là của quỹ, vòng thứ hai là của các angel investor. Thì theo như góc nhìn của mình thì có vẻ như là các cái vòng đầu tiên là các VC đầu tư vào Santom với cái mức định giá là 50 triệu đô. Còn đối với các angel investor đầu tư vào Santom thì cái mức định giá của họ rơi vào khoảng 60 triệu đô. Và ở thời điểm hiện tại thì tại thời điểm mình làm video thì cái định giá của Santom nó đang rơi vào khoảng 250 triệu. Có nghĩa là các VC đang x khoảng 5 lần so với cái mức đầu tư của họ trong cái giai đoạn của năm 2021. Thì đây cũng là một con số mà chúng ta cần phải nghiên cứu trước khi mà chúng ta đầu tư dự án Santom.
Tuy nhiên là một lần nữa chúng ta sẽ quay lại với cái câu chuyện của Santom. Thì Santom với cái tham vọng là giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng ở trên hệ sinh thái Solana đối với mảng liquid staking, thì mình cũng khá là bullish với câu chuyện của Santom, với cái tham vọng mà họ đang mong muốn triển khai trong cái thời gian sắp tới. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi về cái TVL, về người dùng, về volume của The Reserve, The Reuters. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng phải xem là liệu chúng ta có một cái dòng tiền từ Web2 đổ vào Santom thông qua những cái sàn giao dịch lớn, ví dụ như là Binance, ví dụ như là Bybit hay là Bitget hay không. Thì từ đó chúng ta mới biết được rằng là thực sự cái tầm nhìn của Santom nó có hiệu quả hay không. Và trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ về dự án Santom, một trong những dự án nổi bật trên hệ sinh thái Solana về mảng Liquid Staking. Và nếu như mọi người thấy video này hay và hữu ích thì rất mong mọi người sẽ để lại một nút like, một nút comment và đặc biệt là một nút subscribe để ủng hộ đội ngũ của Hack Research. Bên cạnh đó thì mọi người có thể tham gia vào website của hackresearch.com để đọc thêm những cái bài viết chuyên sâu, những cái bài viết phân tích cơ bản về dự án, cập nhật dự phóng xu hướng thị trường, cập nhật hệ sinh thái, tìm kiếm những cái insight thú vị ở trong thị trường crypto. Ngoài ra thì mọi người đang làm những cái airdrop retro active ở trong thị trường crypto, thì mọi người có thể tham gia cộng đồng của Gem Research, mình có để ở dưới phần mô tả. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.